Hãy xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng ngày mai, thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, hình thái thời tiết chủ đạo trên địa bàn toàn tỉnh là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 33 độ C. Cụ thể, khu vực phía bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông có nắng trong buổi sáng và trưa, tuy nhiên trời trở gió mạnh hơn hôm qua. Vào chiều tối sẽ xuất hiện mưa rải rác ở vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Còn khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, tuy nhiên mưa không to và không kéo dài. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Và cuối cùng là khu vực Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết có phần nóng hơn, vào trưa nhiệt độ có thể lên đến 33 độ. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm này nhằm tránh tình trạng say nắng, sốc nhiệt, cần bổ sung vitamin C nhiều hơn. Độ ẩm trung bình dao động từ 80 đến 85%. Thưa quý vị và các bạn, với hàm lượng dinh dưỡng cao và dễ dàng kết hợp với nhiều món ăn, quả bơ đang rất được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay, bơ Lâm Đồng đang vào chính vụ. Trong những ngày này, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch bơ để cung ứng cho thị trường khắp cả nước. Mời quý vị hãy cùng với phóng viên Kiều Anh tham gia trải nghiệm thu hoạch bơ đặc sản của Lâm Đồng qua chương trình du lịch cuối tuần phát sóng vào 17h40 ngày mai, thứ năm, ngày 24 tháng 6 quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các điểm du lịch chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.